Minkisi Minkidu, đó là mình cái con khỉ nó thấy cái gì thì nó làm theo đó chứ nó không có nghe được, nó không có làm theo những lời mà nó nghe đó. Và vì vậy cho nên là chúng ta phải ảnh hưởng người khác, chúng ta phải dẫn đường và chúng ta phải coi cái công việc lãnh đạo là công việc hàng ngày, thì lúc đó chúng ta lãnh đạo mới tốt được. Thế như vậy là chúng ta thấy là đây là tính lãnh đạo, đó là một tính từ chứ không phải là một cái chức danh đó. Và nãy tôi đã chứng minh rồi đó, nhiều người đang làm tổng đốc nhưng mà không ai nghe lời theo hết, là bởi vì có một người khác người ta ảnh hưởng mạnh hơn à, thì đó mới chính là người lãnh đạo. Như vậy thì bây giờ tại sao mình cần phải lãnh đạo? Bởi vậy này, là chúng ta không thể sống, làm việc và thành công một mình đó. Lúc nào chúng ta cũng phải có đội nhóm, lúc nào chúng ta cũng phải có nhờ người khác làm dùm mình một số việc gì đó, lúc nào chúng ta phải nhờ cái đội ngũ chúng ta, hay nhờ cái người hàng xóm của mình, nhờ cái người đồng nghiệp của mình, nhờ cái người nhân viên của mình làm chuyện gì đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không lãnh đạo, nghĩa là chúng ta nói họ mà họ không có nghe, thì như vậy là chúng ta không có thực hiện được cái mục tiêu đó. Như vậy nếu mục tiêu chúng ta càng lớn thì chúng ta lại càng phải cần nhiều người hơn giúp mình. Trong một cái tổ chức càng lớn thì càng cần nhiều người hơn giúp mình, càng có nhiều nhân viên hơn. Thì nếu mà chúng ta lãnh đạo tốt thì có nghĩa là chúng ta đã giúp cho tất cả mọi người đi theo được cái con đường mà chúng ta đã chọn, hướng đến mục tiêu mà chúng ta đã đề ra. Thế thì nếu mà không có lãnh đạo thì cũng được thôi, cũng giống như các bạn nói là nếu mà cuộc đời mà tôi ăn cái gì cũng được, rồi tôi ngủ đâu cũng được, rồi tôi sống sao cũng được, thì cái đó là tùy các bạn. Lãnh đạo hay không là tùy sự lựa chọn của mỗi người, không có ai ép hết. Nhưng mà nếu mà các bạn càng ngày các bạn càng lãnh đạo tốt thì nghĩa là càng có nhiều người theo các bạn, càng có nhiều người làm theo gương của các bạn đó. Và đó là lý do tại sao mà những cái nhà lãnh đạo lớn trên thế giới đó là người ta rất là kỷ luật trong cái chuyện là thực hiện những cái điều làm gương cho người khác đó. Ví dụ như là người ta muốn người khác tiết kiệm thì người lãnh đạo phải tiết kiệm à, lãnh đạo mà muốn người khác á, là làm việc chăm chỉ thì người lãnh đạo cũng phải làm việc chăm chỉ đó. Đó là những cái thực tế rất là thiết thực và rất cực kỳ là gần gũi với chúng ta. Thế thì nếu mà một người lãnh đạo mà chúng ta biết mà người ta không làm những cái thứ mà người ta nói thì chắc chắn là người lãnh đạo đó không có tốt tính lãnh đạo đó, chứ không phải là tốt xấu về mặt tính cách. Thế thì bây giờ chúng ta phải xem xét thử là cái tính lãnh đạo đây chúng ta đặt nền tảng nó như thế nào ha. Thì tôi có một số cái công thức mà giúp mọi người có thể tăng cái tính lãnh đạo của mình lên và hiểu sâu nó hơn một chút. Nền tảng của lãnh đạo đó chính là mình phải rất là điềm tĩnh ha. Thì điềm tĩnh là chỗ nào? Ví dụ như là khi mà mọi người mà quýnh quán lo sợ đó thì lãnh đạo vẫn bình thường, vẫn bình tâm, không có lo sợ. Khi mọi người mà nóng như đổ lửa thì lãnh đạo vẫn dịu dàng bình thường, giống như là mặt nước hồ thu vậy đó. không có rối lên. Rồi khi mà bị chỉ trích á thì mọi người tự ái đùng đùng thì lãnh đạo vẫn là khiêm tốn, vẫn là dịu dàng. Rồi khi mà người ta nghĩ về lợi ích của mình thì lãnh đạo sẽ nghĩ về lợi ích của tập thể, nghĩ về lợi ích của người khác chứ không có nghĩ về chính mình. Khi mà người ta thấy mình rất là lớn thì lãnh đạo thấy mình rất là nhỏ, cho nên là chút xíu nữa chúng ta sẽ được thực hành cái công thức gọi là lãnh đạo phục vụ. Có nghĩa là nếu bạn càng lớn thì bạn càng phải phục vụ nhiều người hơn. Nếu bạn càng muốn lãnh đạo một cái tập thể to hơn, nhiều hơn thì bạn lại càng phải phục vụ nhiều hơn. Cho nên đó là lý do tại sao những cái lãnh đạo về tôn giáo đó, như là Phật Thích Ca hay là Đức Chúa Giêsu, thì đó là những người cực kỳ lớn à. Bởi vì sao? Bởi vì họ phục vụ cho hàng tỷ người trên thế giới. Rồi người lãnh đạo á thì khác với lại cái người bình thường chút xíu, đó là nếu mà lãnh đạo mà phục vụ cái tốt, phục vụ nhiều thì đi đâu người ta cũng quý mến và đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình, đặt lợi ích của tập thể, của cái nơi mà mình đang cống hiến, cái nơi mà mình đang phục vụ nó lên hàng đầu, hơn là đặt cái lợi ích của mình lên trên. Thì đó chính là một số cái nền tảng của lãnh đạo. Như vậy thì người lãnh đạo thường là không phản ứng, không có phản xạ, mà người lãnh đạo chủ động, không chủ động đưa ra cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành động của mình mà không phụ thuộc vào cái môi trường xung quanh, không phụ thuộc vào cái phản ứng của những người khác đó. Và lãnh đạo rất là kiên định thì đó chính là một số cái nền tảng của việc lãnh đạo. Thế thì trong đây có một số cái điều mà trong trong suốt mười mấy năm qua tôi đã được học và tôi chia sẻ với các anh chị,
Thứ nhất là lãnh đạo về thu hút đó. Có nghĩa là lãnh đạo phải thu hút người khác. Thu hút là sao? Là mình chăm sóc cho người khác này. Mình đi đến đâu thì có người thương mình, có người dành thời gian cho mình, có người tiếp đón mình, vân vân. Thì đó chính là lãnh đạo thu hút. Thế để tập cái lãnh